ban tổ chức họp mặt cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký và thân hữu. Hân hoan chào mừng và đón tiếp quý vị quan khách. Kính mời quý vị chuẩn bị chào quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm chiến sĩ và đồng bào vị quốc phong thân. Xin mời quý vị. Của cộng đồng, của hội đoàn bạn và của đa số của học sinh các trường về sự vắng mặt lâu dài của hội của học sinh Petrus Ký trong các sinh hoạt vùng thủ đô và vùng cảnh. Nhận được sự khuyến khích của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi thành lập ban tổ chức vào ngày 6 tháng 11, kêu gọi các anh em cựu học sinh Petrus Ký họp mặt và quyết tâm hồi sinh hội cựu học sinh Petrus Ký, bắt đầu với việc họp mặt và bầu ban chấp hành hôm nay. Với sự quan tâm hiện diện của quý vị quan khách, bác sĩ Nguyễn Lưu Viêm, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Tổng trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Văn hóa Giáo dục và Thanh niên, nhà danh họa, nhà thơ Vũ Hối và phu nhân, sẽ nói thêm ông Vũ Hối là bảo lệ của cố giáo sư Vũ Ký của trường Petrus Ký. Ngoài ra, chúng tôi nhận được điện thư, điện thoại khích lệ chúc mừng của quý vị sau đây. Trung tướng Lữ Lan, nguyên tư lệnh quân đoàn 2, Tổng thanh tra quân lực, chỉ huy trưởng trường cao đẳng quốc phòng. Ông Châu Kim Nhân, nguyên tổng trưởng tài chánh, cũng là cựu học sinh Petrus Ký và thân phụ của ông là cụ Châu Kim Đặng, nguyên giáo sư pháp văn và hán văn của trường Petrus Ký, đồng thời và tác giả nhiều quyển sách pháp văn về lịch sử Việt Nam. Đề đốc Lâm Quân Tánh, nguyên tư lệnh Hải quân Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, nguyên tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh. Bác sĩ Nguyễn Sư Đông, nguyên giáo sư trường Trung học Petrus Ký. Và nhiều vị ở khắp nơi muốn đến tham dự và động viên tinh thần qua những bức thư và những lần diễn đàn của chúng tôi. Chúng tôi cũng vinh hạnh được quý thầy cô chiếu cố tham dự với tất cả lòng kính trọng và biết ơn thầy cô. Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của quý hội đoàn như gia đình Trưng Vương, như đại diện của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam của thủ đô và thành phố, quý vị đại diện của các hội đoàn khác trong vùng thủ đô Hoa Kỳ. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay chào mừng quý quan khách, quý thầy cô và tuyên bố khai mạc buổi họp mặt của học sinh Petrus Ký. Bây giờ xin mời đại diện chấp hành năm 97-99 anh Lý Thanh Tâm lên diễn đàn. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý thân hữu, thưa các bạn cựu học sinh Petrus Ký và gia đình. Thật là một vinh dự cho tôi
được đại diện cho ban chấp hành hội cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ, thì kính gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và kính mến của chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho tất cả các cựu học sinh Petrisky, và điều này còn nói lên những cảm tình đặc biệt dành cho ban tổ chức đại hội bầu cử tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2013 hôm nay. Đến đây tôi xin phép quý vị vài phút để ghi công các cựu học sinh Petrisky là bác sĩ Hồ Kim Chi, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu biện lý Võ Xuân Quang, anh Hoàng Nui, anh Robert Trịnh, anh Bôn Vân, anh Nguyễn Vĩnh Hưng, và đặc biệt còn một người ở từ Cali xa xôi, cựu học sinh Petrisky và cũng là hiệu trưởng Petrisky và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm. Quý vị trên đây là những thành phần chủ yếu đã đôn đốc và đóng góp công sức trong việc phục hoạt hội phục cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, thưa quý thân hữu và quý bạn, sau đây tôi xin tường trình sơ lược về hội ái hữu cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ. Hội được thành lập năm 1995 tại Virginia. Vị hội trưởng đầu tiên là anh Chu Bá Tường, trước năm 1975 là cựu thành viên của tối cao Pháp viện Việt Nam Cộng Hòa. Cố vấn của hội nhiệm kỳ đầu tiên là cụ Nguyễn Ngọc An, sinh viên, học sinh niên khóa đầu tiên của trường Petrisky năm 1928. Cụ An nguyên là tổng trưởng thông tin chiêu hồi chính phủ Trần Văn Hương. Cụ đã bị Cộng sản đưa đi cải tạo 9 năm sau năm 1975. Vị hội trưởng kế tiếp của chúng tôi là tiến sĩ Trần Văn Biểu, là một trong những nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam Cộng Hòa. Tiến sĩ Biểu đã qua đời cách đây mấy năm và hội cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ cũng ngưng hoạt động trong suốt các năm qua vì sự ra đi của ông hội trưởng. Như tôi đã thưa với quý vị, hội cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ đã được thành lập với mục đích: thứ nhất, kết chặt tình thân hữu giữa các cựu học sinh, cựu giáo sư, cựu nhân viên trường trung học Petrisky và thân hữu đang sinh sống tại miền Đông Hoa Kỳ; thứ hai, phát huy và duy trì tình đoàn kết và tương trợ giữa các hội viên thân hữu nói riêng và giữa gia đình thân quyến của hội viên nói chung bằng cách giúp đỡ một cách thiết thực về vật chất cũng như về tinh thần; phát huy và bảo tồn nền văn hóa phong tục tập quán Việt Nam; hội chú trọng vào các hoạt động xã hội và văn hóa; phối hợp và yểm trợ các hội đoàn Petrisky bạn tại các nơi khác trong nỗ lực phục hồi danh xưng của trường trung học Petrisky tại Việt Nam; vận động thành lập tổng hội ái hữu Petrisky tại Hoa Kỳ, là cho hết là duy trì và bồi đắp sự lớn mạnh của hội bằng cách khuyến khích và tích cực vận động các bạn hữu và con cháu hội viên gia nhập hội. Tôi mong rằng với tân ban chấp hành và với thành phần nhân sự mới, hội cựu học sinh Petrisky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ sẽ đáp ứng được kỳ vọng của các hội viên và thân hữu như mục đích của hội đã đề ra. Kính thưa quý vị, thưa quý bạn, mặc dầu trường đã mất tên, nhưng tại hải ngoại, nhất là tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ này, xin quý vị xem hội như là đầu mối liên lạc giữa các bạn cũ, quý thầy, cô, thân hữu có liên quan đến trường xưa, để chúng ta có dịp cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau hồi tưởng những kỷ niệm và chia sẻ những ưu tư hướng về quê mẹ thân yêu. Như các bạn Petrisky ở khắp nơi, chúng ta tuy rời ghế nhà trường đã lâu, nhưng vẫn tiếp tục học hỏi và gạn lọc những cái hay của người và cố gắng truy nguyên những khiếm khuyết đau thương của quá khứ để mong kết hợp với nhau và tranh đấu đem lại tự do dân chủ và no ấm cho đồng bào để xứng danh là học sinh Petrisky. Trong niềm tin đó, tôi xin chúc đại hội thành công. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ quý quan khách, quý thầy cô, quý thân hữu, quý bạn của học sinh Petrisky và gia đình đã đáp ứng lời mời của ban tổ chức tới dự đại hội bất kể thời tiết giá lạnh của mùa đông. Đặc biệt ở đây chúng tôi cũng xin cảm ơn quý anh chị trong các hội đoàn bạn
quý thân hữu trong giới truyền thông báo chí, các anh chị trong ban tổ chức đã đóng góp công lao tích cực, nhờ đó đại hội đã đạt được kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý quan khách, quý thân hữu và quý bạn, điều sau cùng chúng tôi muốn thưa với quý vị là mặc dù chúng tôi đã cố gắng trong việc tổ chức, nhưng chắc không tránh khỏi có nhiều điều sơ suất ngoài ý muốn. Kính xin quý vị rộng lượng tha thứ cho, xin đa tạ quý vị. Trước thềm năm mới Tân Mão 2011, kính chúc quý quan khách, quý thầy cô, quý thân hữu, quý bạn Petrusky và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc và thắng lợi. Trân trọng kính chào quý vị. Học sinh trường mình ý quyền đều sang danh trường, trẻ nung trong cùng chi vững lòng nào xa chi. Học sinh trường mình ý danh bài ước chung đường, còn đây bao ngày tháng thay luyện tổ chi trai. Học sinh trường mình ý không ngừng đường tiến tu, huyện nội chi lớn bao người xưa. Học sinh trường mình ý không sợ dù khó nguy, quyết vào lâu mai trên đường đời. Ngày mai xa trường cũ bốn phương chi tung hoành, dù nơi nào cũng nhớ mai trường đầy luyến thương. Đàn danh trường mình ý quyên nói tấm gương người, làm sao cho đời sống sáng ngời trên lá đầu. Và bây giờ đây chúng tôi xin bắt đầu làm thủ tục bầu cử ban chấp hành hội cựu ái sở hữu của học sinh Petrusky và thân hữu miền Đông Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1911-1913. Và trước hết thì bây giờ tôi xin mời ban chủ tọa đoàn, và thứ nhất là tôi xin mời anh cựu học sinh Petrusky, cựu viện lý Võ Sinh Quang. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho Võ Sinh Quang. Kính thưa quý vị, trong tư cách của đại diện cho các bà chú tọa hôm nay, trước nhất tôi xin gửi lời cảm ơn quý vị đã đến đây đông đủ. Thứ hai là tôi xin chúc mừng chúng ta đã có một cái ban tân chấp hành rất là hữu hiệu. Thì tôi thấy rằng là trong mọi vấn đề, nếu chúng ta có đủ hai điều kiện, sự quyết tâm và một dụng cụ hữu hiệu, thì chúng ta sẽ làm hoàn thành bất cứ cái nhiệm vụ nào. Và hôm nay cái sự quyết tâm của anh em đã được chứng thực. Và thứ hai, cái dụng cụ quý nhất của này là những người này là những người tài giỏi. Thứ hai là tuổi trẻ. Tuổi trẻ là rất là quan trọng trong cái việc về đào lái cơ hội. Tôi xin chúc mừng anh em và chúc anh em trong ban quản trị mới sẽ hoạt động tích cực hơn và sẽ đem mọi sự mong muốn của toàn thể hội viên được kết quả mỹ mãn. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta trong các hội đoàn bạn, đặc biệt hôm nay có ban đại diện trường trung học, nữ trung học Trương Vương, để chứng tỏ nhiệt tình ủng hộ đối với ban chấp hành Petrusky mới. Tôi xin mời chị Trúc Mai lên tặng hoa cho ban chấp hành mới. Xin mời chị Trúc Mai. Rất tiền để bay xin cảm ơn đại diện Trương Vương, xin cảm ơn đại diện Trương Vương và tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Để xin mời anh Tân hội trưởng có đôi lời cảm ơn quý vị quan khách và các cựu học sinh Petrusky và toàn thể quý anh quý chị đã tín nhiệm cho ban chấp hành mới. Xin mời anh.
bác sĩ Hồ Kim Chi. Xin kính chào quý vị. Trước hết tôi xin cảm ơn quý vị đã tín nhiệm bầu cho tôi để lèo lái cái hội cựu học sinh Petruski trong 2 năm tới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị giáo sư của trường Petruski và quý vị thân hữu và cả hai hội Gia Long và Trưng Vương đã đến để chúc mừng và cái tân hội cựu học sinh Petruski của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ráng để làm sao cho cái hội nó sống lại sau gần 10 năm vắng bóng, và trong tương lai chúng tôi sẽ góp phần cho quý vị để giúp quý vị trong vấn đề giúp đồng bào của Việt Nam mình ở trong vùng Hoa Tình Đốn. Trước khi tôi chấm dứt, tôi xin hỏi quý vị một câu. Quý vị có biết ông Petruski sinh ở đâu không? Thứ nhất là quý vị cựu học sinh Petruski. Có ai biết cựu ông Petruski sinh ở đâu không? Đúng. Petruski ông sinh ở Cái Mơn. Cái lúc mà năm 1837 đó, thì Cái Mơn đó nó thuộc về Vĩnh Long. Rồi sau này nó Cái Mơn nó chuyển qua Bến Tre. Thành ra nếu mà quý vị trả lời Cái Mơn ở Bến Tre cũng trúng, và Cái Mơn Vĩnh Long cũng trúng luôn. Và sẵn đây thì tôi phải nhắc lại cuộc đời chút xíu về ông Trương Vĩnh Ký. Là ông rất, hồi ông còn nhỏ đó, thì là cha ông là sứ thần của Việt Nam ở bên Cao Miên. Nhưng mà đều ông sứ thần, cha ông chết ở bên Cao Miên. Thành ra lúc đó ông sống, ông mới có 3 tuổi thôi. Thành ra ông sống với bà mẹ. Thì gia đình ông có 3 người, cùng 3 người anh em. Chỉ có ông là nổi bật nhất. Sau này có một ông cha gọi là ông cha Tâm ghé thăm cái gia đình ông, là vì ông cha Tâm lúc trước nhờ cha của ông Trương Minh Ký che chở cho khỏi bị triều đình ở ngoài Huế bắt, vì ông cha Tâm là đạo Thiên Chúa. Ông cha Tâm thấy ông Petruski này nó còn nhỏ, ông nói thôi để tôi đem cậu này về ở sống chung với tôi ở chủng viện ở bên, nếu tôi không lầm thì ở bên Vĩnh Long. Sau này ông cha Tâm chết thì có một ông cha người Pháp lấy tên là Long, thành ra gọi là ông cha Long. Ông mới tiếp tục mới thấy ông Petruski ông giỏi quá, ông mới đề cử ông Dương, ông Petruski qua học ở cái trường gọi là Pinhalu nằm ở bên Cao Miên, để học chung về đạo với lại chung các xứ Việt Miên Lào và Thái Lan. Thì nội trong vòng có vài năm thì ông này ông sống chung với lại mấy người Lào, Cao Miên, Thái Lan. Ông nói rành, rất là rành mấy cái ngôn ngữ đó, luôn cả cái chữ Latin, Latin nữa. Thành ra sau khi ông tốt nghiệp ở cái trường Pinhalu thì có một ông cha người Pháp có tên Việt tôi quên rồi, mới được cử ông đi qua học một cái trường cao hơn để về Thiên Chúa, nó nằm ở đảo là Pulo, Pulo something. Thì sau khi ông học ở đó 8 năm thì ông tốt nghiệp. Thì người ta thấy ông giỏi quá, ông học ở đó, ông nói nhiều thứ tiếng, người ta đề cử ông qua học bên Pháp. Nhưng lúc đó mẹ ông chết, thành ra ông quyết định ông trở về sống với lại cha mẹ ông ở Cái Mơn. Thì lúc ông về thì mẹ ông đã mất rồi, ông mới mở trường nhỏ để dạy học trò ở Cái Mơn. Thì xui cho ông đó, lúc đó là chính quyền của triều đình Huế lại không có thích Thiên Chúa giáo, là vì Tây nó xâm chiếm của Việt Nam, thành ra mới tìm những người nào mà đạo Thiên Chúa để bắt nhốt. Thì ông Trương Vĩnh Ký nhờ người dân làng họ che chở cho ông, nên ông trốn rửa lì được ở Sài Gòn. Và vì ông Trương Vĩnh Ký ông giỏi tiếng Pháp, thành ra lâu ngày có một số mấy người đô đốc hoặc là mấy ông Tây đó, ông mới nhờ ông Trương Vĩnh Ký làm thông ngôn cho tất cả những cái dịp nào. Thành ra vì lý do ông liên lạc với lại triều đình Pháp, thành ra người ta nói ông là Việt Giang,
là giúp tiền. Thành ra ông mang tiếng cái chuyện đó, nhưng thật ra thì ông Trương Vĩnh Ký ông ở trong một cái trường hợp bất đắc dĩ là ông là người được nói tiếng Pháp, thành ra người ta dùng ông, chứ ông không có theo Tây. Bằng cớ là sau này đó, quý vị còn nhớ mình mất ba tỉnh miền Đông, thì ông vua Tự Đức mới nhờ ông Phan Thanh Giản dẫn một phái đoàn qua bên Pháp để xin chuộc lại cái ba tỉnh miền Đông. Thì lúc đó họ nhờ, lúc ông triều đình Huế mới nhờ ông Trương Vĩnh Ký đi theo để làm thông con cho cái phái đoàn của triều đình Huế. Nhưng mà đều cái chuyện không thành, thành ra sau này chẳng những mình mất luôn ba tỉnh miền Đông mà mất luôn ba tỉnh miền Tây. Và sau này đó quý vị thấy là có những con đường ở Sài Gòn như Mona, La Căng Gia, tất cả những tên đường đó là những tên đường mà họ đã làm, hoặc là họ làm đô đốc, hoặc là làm ở trong chính phủ Pháp liên hệ với lại ông Petruski. Và sau này thì ông Petruski ông lập gia đình và tới cuối cùng ông mất ở Chợ Quán. Và nếu tôi không lầm thì cái mồ của ông Petruski vẫn còn nằm ở Chợ Quán mà bây giờ không ai lo hết. Tôi xin lỗi quý vị, tôi nói hơi dài dòng. Nhưng mà từ hồi trước giờ đó, mỗi lần tôi đi họp đó thì có mấy ông bạn tôi nói là đừng bao giờ mày nói dai hết, tôi gọi là Jerry Van Van. Thì thành ra quý vị xin lỗi, nếu mà tôi có nói dài quá xin quý vị tha lỗi cho. Và tôi hy vọng là trong cái với cái thành phần của ban chấp hành mới, chúng tôi sẽ ráng phục vụ làm sao cho trường Petruski, cựu học sinh Petruski sẽ tiếp tục và sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là chết sớm như lần trước. Cảm ơn quý vị. Xin mời ông Tân Hòa Thượng đứng lại chút. Dạ thưa, theo như thông lệ thì Tân Ban Chấp hành mới sẽ mời 4 vị cố vấn cho một dạ, xin mời ba cố vấn lên trình diễn. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cho ban cố vấn của Hội Á Hữu Cựu Sinh Petruski. Ok. Hôm nay chúng ta có một đàn anh Petruski, đó là ông Địa Lý Võ Xuân Quang. Xin mời ông Võ Xuân Quang cho chúng ta nghe một bản nhạc đặc biệt. Sài Gòn bây giờ buồn không em, và em còn đứng ngóng nơi nhân hè. Em cũng đợi chờ vắng niềm coi hồi nắng trong sân trường. Giờ này sao mưa mộng khóc quê, người đi thì thương nhớ đã nhiều, nhưng người ở lại sau biết mấy. Bao giờ mới được gần nhau. Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều làm trong sương. Bước đi âm thầm, lòng buồn như chiều đời. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài, người niềm thương nhớ ai nhiều. Tôi vẫn tin mai sẽ có ngày trở lại, để cùng em dòng trời tìm những cánh sao rơi, cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui. Trên nét môi hạnh phúc tôi đọc trời.
Cảm ơn tất cả quý vị, quý thầy cô.